Anh xem chiếc nhẫn này có quen không. Nhìn thì rất giống chiếc nhẫn của tôi. Phiền anh cho chúng tôi xem qua chiếc nhẫn này được không? Đương nhiên là được. Nhưng mà hiện tại thì chiếc nhẫn không có ở đây. Đây là nhẫn cầu hôn mà tôi tặng cho vợ tôi. Bây giờ thì cổ đưa má tôi đi chùa rồi. Khi nào cổ về tôi sẽ liên lạc với các anh. Nhưng mà tôi muốn hỏi là có chuyện gì dính líu tới chiếc nhẫn này? Hai anh có thể cho tôi biết được không? Chiếc nhẫn này chúng tôi tìm thấy cạnh một thi thể. Qua xác minh tại cửa hàng bán chiếc nhẫn này, được biết anh là chủ nhân của nó. Sao vậy? Chiếc nhẫn đâu? Không phải là cô hứa với tôi sẽ không bao giờ tháo ra khỏi tay sao? Chỉ là không đeo nhẫn thôi mà. Sao anh phải làm quá lên vậy? Đúng là em có hứa với anh là sẽ không bao giờ tháo ra. Nhưng mà tại vì dạo này em bị ốm xuống mấy ký, đeo nhẫn nó cứ tuột hoài à. Em sợ mất nên mới gỡ ra. Đợi một thời gian nữa em ăn uống bồi bổ, em mập lên một xíu thì em đeo lại thôi. Đưa chiếc nhẫn đây. Đưa làm gì? Vài bữa nữa em đeo lại thôi mà. Đưa đây. Vương ngày hôm qua.